sự quyết đoán và hung hăng ngày càng gia tăng của Trung Quốc đã kích hoạt một phản ứng không mong muốn, khiến Nhật Bản trở nên cứng rắn hơn. Nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã vô tình thực hiện một việc mà người Mỹ khao khát nhưng chưa thể thành công, đó là thúc đẩy Nhật Bản tăng cường quốc phòng. Thủ tướng Fumio Kishida và nội các của ông đã có cái nhìn thực sự nghiêm túc về vấn đề này. Cuối tháng 7, Nhật Bản chính thức công bố sách trắng quốc phòng, trong đó đưa ra cảnh báo cực kỳ nghiêm trọng về hoạt động quân sự của Trung Quốc, gọi đó là thách thức chiến lược chưa từng có đối với Nhật Bản. Sách trắng còn bày tỏ sự quan ngại về tình hình Đài Loan, đụng chạm đến một trong những vấn đề nhạy cảm nhất của Bắc Kinh. Những động thái ngày càng quyết đoán hơn của Tokyo đã khiến Bắc Kinh thay đổi cách nhìn bấy lâu nay về người Nhật. Ngoài ra, sách trắng của Nhật Bản còn đề cập đến việc Bắc Kinh thường xuyên điều tàu công vụ đến quần đảo tranh chấp Senkaku, điều ngư ở biển Hoa Đông. Nếu chiến tranh nổ ra, người Nhật đã làm những gì để đối phó với Trung Quốc? Những năm gần đây, sự bành trướng của Trung Quốc đã đẩy mối quan hệ của Nhật Bản và Hoa Kỳ xích lại gần hơn bao giờ hết. Sự ủng hộ mà chính quyền Biden dành cho Kishida vượt xa những hỗ trợ thông thường đối với một đồng minh thân cận. Dưới thời Kishida, Nhật Bản đã thực hiện một số thay đổi quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại và an ninh kể từ Thế chiến thứ hai. Những thay đổi này được thúc đẩy bởi quyết tâm của người Nhật trong việc ngăn chặn một Trung Quốc chuyên chế thống trị Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Dưới sự lãnh đạo của Kishida, Nhật Bản đã cam kết chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng và đạt mục tiêu chi 2% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2027. Để thoát khỏi chủ nghĩa hòa bình thời hậu Thế chiến thứ hai, chính phủ Kishida cũng đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí truyền thống của nước này. Giờ đây, Nhật Bản sẽ cho phép bán ra nước ngoài loại máy bay chiến đấu mới mà nước này đang cùng phát triển với Anh và Ý. Chính phủ nước này cũng đã củng cố quan hệ với Hàn Quốc, hàn gắn rạn nứt giữa hai đồng minh quan trọng của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trong chừng mực nào đó, điều đáng ngạc nhiên là tất cả những thay đổi này lại xảy ra dưới thời Kishida, một người có phong cách ôn hòa chứ không phải dưới thời Shinzo Abe, vị thủ tướng theo chủ nghĩa dân tộc cứng rắn. Nhưng cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine vào năm 2022 về cơ bản đã thay đổi tư duy địa chính trị ở Nhật Bản, cho phép Kishida thúc đẩy những thay đổi mà Abe từng ủng hộ. Một số nước châu Á quan trọng, chẳng hạn như Ấn Độ và Indonesia, tin rằng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine không có tác động gì đến an ninh quốc gia của chính họ. Nhưng Nhật Bản lại có cái nhìn rất khác. Kishida đã nhiều lần nói rằng Ukraine hôm nay có thể là Đông Á ngày mai. Nhắc đến hành vi bắt nạt trên biển của Trung Quốc, cũng như các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, nhiều bằng chứng về mối đe dọa chiến tranh đang gia tăng. Chính vì sự bất ổn trên khu vực Đông Á đã đẩy người chính phủ Nhật Bản và Washington xích lại gần hơn bao giờ hết. Nhật Bản và Washington ký một hiệp ước khi một nước nào xảy ra chiến tranh, bên còn lại sẽ hỗ trợ hết mình, kể cả việc tham chiến. Có thể bạn chưa biết, Nhật Bản là một quốc đảo với nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào thương mại biển. Do đó, họ đặt nặng vai trò của hải quân trong việc bảo vệ các tuyến đường hải quân quan trọng và lãnh hải quốc gia. Chiến lược phòng thủ này đòi hỏi một lực lượng hải quân mạnh mẽ và sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa từ biển. Lực lượng hải quân đáng gờm nhất châu Á có tổng cộng 114 chiến hạm và 45.800 nhân viên tình nguyện. Lực lượng này sở hữu một hạm đội lớn gồm các tàu khu trục nhanh, mạnh, các tàu ngầm tấn công diesel điện cực kỳ hiện đại, cùng với các tàu đổ bộ có thể chuyên chở xe tăng và lục quân. Hải quân Nhật Bản có khả năng săn lùng tàu ngầm, chống lại các hạm đội tàu xâm lược và bắn hạ tên lửa đạn đạo của kẻ địch. Tuy sở hữu sức mạnh đáng gờm như vậy, nhưng đây không phải là một lực lượng hải quân thực sự, mà chỉ là một đội phòng vệ trên biển. Về mặt kỹ thuật, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản MSDF là một lực lượng tự vệ được thành lập để vượt qua những giới hạn mà hiến pháp nước này quy định đối với lực lượng vũ trang. Nhưng nếu xét về sức mạnh tàu chiến, MSDF chính là lực lượng hải quân mạnh nhất ở châu Á. Thành phần chính của MSDF là một hạm đội gồm 46 tàu khu trục và tàu hộ tống, nhiều hơn cả tổng số loại tàu tương tự trong biên chế của Anh và Pháp cộng lại. Được tổ chức thành các đội tàu hộ tống, lực lượng này được thành lập với nhiệm vụ bảo vệ Nhật Bản khỏi các cuộc chiến tranh xâm lược, giúp giành lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của nước này và giữ cho các tuyến đường biển luôn thông suốt. Loại tàu chiến mặt nước mạnh nhất của Nhật Bản là các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Kongo có tên gọi Kongo, Kirishima, Miyoko và Chokai. Cả bốn khu trục hạm này đều được đặt theo tên các chiến hạm và tàu tuần dương trước đây.
một thực tế dường như được tranh nói đến nhưng đang trở nên phổ biến hơn khi những hồi ức về Thế chiến thứ hai phai nhạt dần. Các tàu khu trục lớp Congo được phát triển dựa theo nguyên mẫu khu trục hạm phiên bản Fly 1 thuộc lớp Alebook của Hải quân Mỹ về hình dạng tổng thể và vũ khí. Giống như lớp Book, trái tim của tàu chiến lớp Congo là hệ thống chiến đấu Aegis, có khả năng theo dõi và đánh chặn các mối đe dọa trên không. Nó cũng cung cấp một hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo cho Nhật Bản. Chỉ cần hai chiến hạm lớp Congo là có thể bảo vệ phần lớn lãnh thổ nước này. Vũ khí trang bị cho các khu trục hạm chủ yếu dùng vào mục đích phòng thủ, với 90 ống phóng tên lửa thẳng đứng Mark 41 lắp đặt ở phía trước và sau boong tàu. Chiến hạm lớp Congo mang tên lửa phòng không SM-2MR và tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo SM-3 Block 1B. Loại tên lửa này sẽ sớm được thay thế bằng phiên bản 2A10 hơn. Các tàu khu trục còn trang bị một khẩu pháo chính cỡ nòng 127mm, 8 tên lửa chống hạm Harpoon, 6 ống phóng ngư lôi chống ngầm và 2 hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần Phalan 20mm. Một tàu chiến đáng gờm khác của Nhật Bản là tàu sân bay trực thăng Izumo. Với lượng giãn nước toàn tải 27.000 tấn và chiều dài hơn 244m, Izumo có đường băng nối thẳng từ đầu đến đuôi tàu, một tháp chỉ huy các hoạt động bay, các thang máy nâng máy bay và một khoang chứa máy bay bằng chiều dài của tàu. Mặc dù trông có vẻ giống như là một tàu sân bay thông thường, nhưng Nhật Bản khẳng định Izumo thực ra lại là một tàu khu trục trực thăng. Izumo không thể mang các chiến đấu cơ cánh cố định, nhưng có thể chở đến 14 máy bay trực thăng. Nhiệm vụ của các trực thăng có thể khác nhau, từ tác chiến chống tàu ngầm, dò tìm thủy lôi, cho đến tiến hành các cuộc tấn công đổ bộ bằng trực thăng. Điều này khiến Izumo trở thành một nền tảng linh hoạt, có khả năng thực thi hàng loạt nhiệm vụ khác nhau. Hiện Nhật đang chế tạo chiếc tàu thứ hai thuộc lớp này mang tên Kaga. Lực lượng tàu ngầm cũng là một thành phần quan trọng của MSDF. Nhật Bản đang xây dựng một lực lượng gồm 22 chiếc tàu ngầm để đối phó với sự lớn mạnh của Hải quân Trung Quốc. Hạm đội sẽ bao gồm các tàu ngầm thuộc hai lớp là Ozashio cũ và lớp Soryu mới hơn, nguy hiểm hơn. Với lượng giãn nước 4.100 tấn khi lặn, Soryu là lớp tàu ngầm lớn nhất của Nhật Bản sau lớp Y-400 hồi Thế chiến thứ hai. Các tàu ngầm được trang bị hệ thống đầy không khí độc lập Stirling, giúp tàu ngầm âm thầm hoạt động dưới nước tới 2 tuần mà không cần nổi lên, và có thể di chuyển với tốc độ lên đến 24 km/h trên mặt nước và 37 km/h khi lặn. Tàu ngầm lớp Soryu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm với 20 ngư lôi hạng nặng Tiếp 89 do Nhật tự chế và các tên lửa chống hạm Harpoon do Mỹ sản xuất. Soryu cũng có thể giải thủy lôi để phong tỏa các eo biển, ngăn không cho quân địch xâm nhập. Hải quân Nhật còn sở hữu 3 tàu đổ bộ xe tăng lớp Osumi. Các tàu này giống tàu sân bay cỡ nhỏ, có boong tàu dài 130m dọc theo thân tàu, nhưng lại không được trang bị thang nâng và khoang chứa máy bay. Tàu được thiết kế để nhanh chóng di chuyển các xe tăng thuộc lực lượng phòng vệ mặt đất giữa các đảo chính của Nhật, giúp tăng cường lực lượng đối phó với các hành động xâm lược. Tàu lớp Osumi có thể chuyên chở tới 1.400 tấn hàng hóa, 14 xe tăng Tiếp 10 hoặc Tiếp 90, cùng với 1.000 binh sĩ, được trang bị tốt sàn và tàu đổ bộ đệm khí LCAC do Mỹ thiết kế. Tàu lớp Osumi có thể nhanh chóng vận chuyển các loại khí tài nặng vào bờ. Khả năng này đặc biệt hữu ích bởi chiến lược quốc phòng linh hoạt mới của Nhật Bản đòi hỏi lực lượng đổ bộ có khả năng giành lại những hòn đảo bị kẻ thù chiếm đóng. Bạn có nhận xét như thế nào về Hải quân Nhật Bản? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Còn bây giờ, Hổ Mang Quân Sự xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn.